Bài tập chữa đau lưng, thoát vị đĩa đệm, gai cột sống, thoái hóa cột sống. Phương pháp thứ nhất, ngồi duỗi thẳng hai chân, lần lượt co từng chân, vòng tay kéo về phía ngực, giữ 10 giây. Sau đó đổi chân và lặp lại tư thế trên. Thực hiện phương pháp này 5 lần. Phương pháp thứ hai, nằm duỗi thẳng hai chân, hai tay đặt thẳng dọc theo chân, co cả hai chân lên, thu đùi về phía ngực, gập gối xuống giữ 10 giây. Sau đó duỗi thẳng chân và từ từ hạ xuống. Thực hiện phương pháp này 5 lần. Phương pháp thứ ba, thực hiện giống phương pháp thứ hai nhưng với từng chân một. Thực hiện phương pháp này với mỗi bên chân 5 lần. Phương pháp thứ tư, ngồi ngay ngắn, hai chân duỗi thẳng, dang hai tay về phía trước. Từ từ cúi gập người cho hai tay chạm vào mũi bàn chân. Giữ 10 giây. Thực hiện phương pháp này 5 lần. Chúc các bạn thực hiện thành công. Hãy like và share nếu bạn thấy hữu ích.